Tiếp nối chương trình là một ý kiến cộng đồng mạng. Thanh Tâm xin gửi đến quý vị phê phán của tác giả Lê Quang Vĩ đang trên trang Facebook cá nhân vào ngày 31 tháng 7 về việc văn công Cộng sản Việt Nam tham dự miếu hội phục ba tướng quân tại Đông Hưng Bên Tàu đóng cạnh hai bà Trưng, Quy Hàng, Rót Rượu, dân kiếm lên mạo viện để tạo lũi. Mời quý vị cùng chia sẻ. Hai bà Trưng, Quy Hàng, Rót Rượu, dân kiếm lên mạo viện để tạo lũi. Ngày 21 tháng 3 năm 2010, khi cả nước nhộn nhịp tổ chức lễ hội kỷ niệm 1970 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, thì nước là kế bên cũng tổ chức miếu hội phục ba tướng quân tại Đông Hưng. Việt Nam đã gửi đoàn văn công sang giao lưu và các ông bà trong đoàn văn công cũng thấp nhang quỳ lại, không vái trước bức tượng của Mã Viện. Một người đóng vai thi sách múa máy quay cuồng rồi đến tạo tội với Mã Viện, còn hai bà phụ nữ thì nhập vai hai bà Trưng quê hàng, rót sự, nhưng kiếm lên Mã Viện để tạo lũi ai à, cái chút liêm sĩ nghe thấy chuyện này cũng đau lòng. rồi mới đây chính quyền Hà Nội lại định tổ chức sinh nhật cho hai bà. không biết ngày sinh của hai bà có chính xác không. nhưng dư như luận không đồng tình nên đành hủy bỏ. mỗi lần tổ chức lễ hội chắc cũng kiếm chác được nhiều nên họ tích cực lắm. người tàu vốn rất thâm nhau vào thù dai, người nam ta chớ quên điều đó.